1, 2, 3, rất nhiều bạn bị lừa câu này. Tiến hành thí nghiệm điều chế ethyl acetate theo các bước sau đây. Bước 1, bước 2, bước 3. Đấy, những cái bước này thì thầy đã nói rất nhiều cho các em rồi. Các cái bước này gần như nó tương đồng nhau. Các cái chất thì nó mới chỉ khác nhau thôi. Ý A, ở bước 2 có thể đun nhẹ trên ngọn lửa đèn cồn không đun sôi. Cái này chính xác. Cái nhiệm vụ của việc mà đun nhẹ trên ngọn lửa đèn cồn không đun sôi cũng như là đun cách thủy thì bản chất nó như nhau, đúng không? Là để tránh cho cái việc là các cái chất phản ứng nó bị bay hơi, dẫn đến làm giảm hiệu suất. Ý B, sau khi thêm dung dịch NaCl bão hòa, chất lỏng tách thành hai lớp, chính xác luôn. Một lớp là ester nổi lên bên trên, đúng không? Có thể thay dung dịch H4 đặc bằng H4 loãng, sai, sai hoàn toàn luôn. Không bao giờ thay được H4 đặc bằng H4 loãng, đúng không? Bởi vì H4 đặc nhiệm vụ của nó là hấp thụ nước, còn H4 loãng thì làm sao hấp thụ được nước, đúng không? Đặc nó háo nước mà. Ý D, có thể thay dung dịch NaCl bão hòa bằng dung dịch NaOH bão hòa. C ạ, ý D, có thể thay NaCl, không bao giờ thay được NaCl bão hòa bằng NaOH bão hòa được. Thằng NaCl bão hòa nó vào nó có, nó vừa không kích thích phản ứng xảy ra mà nó lại làm cho chúng ta nhìn thấy rõ được hiện tượng phân lớp hơn, đúng không? Nên là sai. Để hiệu suất phản ứng cao hơn nên dùng dịch acetic acid 15%, sai. Bởi vì thực ra trong bản chất thì chúng ta, bản chất của phản ứng chúng ta cần phải dùng những cái dung dịch mà tiệm cận với lại nguyên chất để giảm cái nồng độ của nước xuống, để kích thích cho cái chuyển dịch cân bằng, nó chuyển dịch sang phía phải hay là tăng cái hiệu suất phản ứng. Chính vì vậy nên ta mới phải sử dụng H4 đặc để nó hấp thụ nước, đúng chưa? Để cho kích thích cái chiều chuyển dịch, để chuyển dịch sang phía phải. Chứ còn nếu mà mình cho acetic acid 15% thì là chỉ có 15% là acetic acid thôi, còn lại tận đến 85% là nước, thì có khác thì mình đổ nước vào đâu, đúng không? Thì hiệu suất của phản ứng nó không thể tăng được, đúng không? Nên là sai, giảm hiệu suất của phản ứng đi. Vậy ở đây đề bài hỏi là số phát biểu không đúng nha. 1, 2, 3, rất nhiều bạn bị lừa câu này. 3 phát biểu không đúng, ok chưa? Đáp án đúng của chúng ta đó là đáp án C.